Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay lễ thánh gia thất, chúng ta cùng nhau lắng nghe và suy niệm lời Chúa xem gia đình thánh gia đã sống như thế nào để có được cuộc sống hạnh phúc cho gia đình. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu. Khi các đạo sĩ đã ra đi, thiên thần chúa hiện ra với ông du xe trong giấc mộng và bảo hãy thức dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang ai cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông vì vua hérode sắp tìm kiếm hài nhi để sát hại người đang đêm ông trỗi dậy đưa hài nhi cùng với mẹ người trốn sang ai cập ông ở lại đó cho tới khi vua hérode băng hà để ứng nghiệm điều Chúa đã phán qua vị tiên tri rằng Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập Sau khi vua Herode băng hà Thiên thần Chúa hiện ra cùng ông Du trong giấc mộng và bảo Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel Vì những người tìm hại mạng sống con trẻ đã chết Ông liền trỗi dậy, đem trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng quận vương Achelao đang cai trị xứ Judea thay cho vua Herod là cha mình, thì ông du xe sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang xứ Galilea và đến định cư trong thành tên là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, mỗi người chúng ta khi sinh ra, ai cũng có cha, có mẹ, có gia đình và có người thân. Và ai cũng mong muốn cho gia đình mình được êm vui, hạnh phúc. Đó là một ước muốn rất bình thường của con người. Và Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người đến để cứu chuộc con người cũng giống như con người ngài cũng mong muốn có được một gia đình đầm ấm hạnh phúc và ngài cũng mong cho tất cả mọi gia đình được như vậy nhưng hạnh phúc của thiên chúa ban thì khác so với thứ hạnh phúc mà con người chúng ta suy nghĩ thánh gia thất là gia đình thánh thật hạnh phúc và chúng ta thử tìm hiểu xem tại sao lại gọi là gia đình thánh câu trả lời dễ dàng vì trong gia đình vị nào cũng là thánh cả nên gọi là gia đình thánh điều này quá đúng nhưng thánh ở điểm nào và sống làm sao để tất cả các gia đình khác đều là thánh thật sự nếu cứ nhìn theo cái nhìn của loài người thì chẳng thấy thánh tí nào mà toàn là bất hạnh và có khi bị người ta nói cho là vô phúc nữa bởi quan điểm của người đời đã là thánh Thì mọi sự đều tốt đẹp Mọi chuyện đều êm xuôi Cuộc sống êm ái phẳng lặng như tờ Mọi người trong gia đình lúc nào cũng vui như Tết Còn Thiên Chúa làm người lại bị hê đe dọa đến tính mạng Được mộc báo đang đêm du xe phải đem gia đình đi trốn đất sang đất Ai Cập Vẫn được coi là chỗ trú ẩn an toàn nhưng ngay cả khi vua Herode lìa đời, mối đe dọa vẫn còn tồn tại. Bởi vì Akhenau kế nghiệp vua cha là người tàn ác không kém, khiến thánh gia chẳng dám về ở vùng Jude mà phải trở về quê nhà ở Lazareth. Như thế cuộc sống của thánh gia chẳng phải là êm ả, đâu phải có Chúa là tránh được căng thẳng, long đong đâu phải có chúa là lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ làm gì được đó không gia đình thánh gia luôn gặp những khó khăn vất vả nhưng chỉ có một điều thánh gia đã không để mất đó là niềm tín thác vững vàng vào thiên chúa ngay giữa những hiểm nguy từ phía bạo quyền đó là tình yêu gắn bó với nhau giữa những lúc khó khăn trồng chất tin tưởng rồi mọi sự sẽ vượt qua và bình an sẽ trở lại. Nhìn lại cuộc sống thánh gia, chúng ta thấy có nhiều sóng gió, có lúc tưởng chừng như là tan vỡ, khi mà đang đêm khăn gói quả mướp lên đường vượt biển biên, trốn qua lãnh thổ dân Ai Cập, không nhanh thì nguy hiểm đến tính mạng. Lên đền thờ khi ra về lạc mất con, người ta nói cho là anh chị này đoảng quá có tí con mà cũng không biết giữ rồi suốt một năm vùng quê nazareth làm nghề thợ mộc đóng thuê sửa mướn bàn ghế cửa cổng rồi đi lang thang gọi là giảng dạy không có giờ ăn giờ uống họ hàng sợ tâm thần nên muốn bắt về bị người ta gán cho đủ thứ tội như mê ăn bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi phá luật không tôn trọng truyền thống người mẹ chứng kiến đứa con một duy nhất bị treo trên cây gỗ như là một tên tội phạm vậy xét cho cùng với những diễn biến trong cả một hành trình cuộc sống như thế và với cái nhìn của loài người thì thánh ở chỗ nào gia đình hạnh phúc nhất thật hay không một gia đình vô cùng thánh thiện và gương mẫu cũng phải chịu bao đau khổ và nghịch cảnh nhờ đó mọi gia đình khi tô hữu khác có thể yên tâm vững vàng giữa những lúc mây mù các gia đình hôm nay cũng bị đe dọa có những gia đình quá nghèo túng và nợ nần có những trẻ thơ bị thất học bị bỏ rơi bị lạm dụng mối đe dọa lớn nhất là thiếu vắng tình yêu có những xung đột giữa vợ chồng giữa cha mẹ và con cái kết quả là nạn phá thai ngoại tình ly dị gia đình chẳng còn là dòng suối ngọt ngào nơi mọi người lớn lên nhờ yêu và được yêu nhờ kiên nhẫn lắng nghe nhờ dịu dàng đối thoại nhờ bầu khí cảm thông khiến người ta dám chấp nhận nhau xã hội hôm nay ngày một xuống dốc giá trị đạo đức bị xem nhẹ đó một phần cũng là do ảnh hưởng của xã hội nhưng đồng thời chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng nguyên nhân chính không thể đổ hết cho xã hội mà phần lớn phát xuất ngay tại gia đình bởi vì gia đình là tế bào của xã hội mà ngay tại gia đình khi không được giáo dục tốt thì chắc chắn xã hội sẽ bị ảnh hưởng nhưng khi được giáo dục tốt ngay tại gia đình được yêu thương đầy đủ thì cho dù xã hội có thay đổi đến đâu đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá trị đạo đức của người đó trong một cuộc phỏng vấn trước đây mẹ teresa có phát biểu tôi nghĩ rằng không phải ai cũng ý thức về tầm quan trọng của gia đình nếu chúng ta đưa tình yêu trở lại gia đình thế giới này sẽ đổi khác. Thế giới băng hoại vì gia đình thiếu tình yêu, giới trẻ nghiện ngập và hư hỏng vì bơ vơ, buồn chán. Ước gì mỗi gia đình khi tôi hữu đều là một mái ấm, đầy ắp tình yêu, đầy ắp Thiên Chúa. Nhưng làm sao để mỗi gia đình chúng ta luôn đầy ắp tình yêu thương được đây? trong bài đọc thứ nhất và cả bài đọc thứ hai đều cho chúng ta biết được vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình con cái có bổn phận phải hiếu thảo với cha mẹ vì thiên chúa suy tôn người cha trong con cái và củng cố quyền lợi của người mẹ trên người con cha mẹ thì có trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục và yêu thương con cái nhưng tất cả không phải chỉ dừng lại ở bổn phận và trách nhiệm mà tất cả phải được phát xuất đi từ tình yêu của thiên chúa và khi có tình yêu của thiên chúa ngự trị chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường hơn và dễ dàng đón nhận được tất cả những người những việc mà chúng ta không ưa chúng ta không hài lòng đặc biệt nhất là những người gần gũi trong gia đình với chúng ta chúng ta lại càng phải yêu thương và đón nhận nhau nhiều hơn nữa mỗi thành viên trong gia đình đặc biệt là các gia đình khi tô hữu chúng ta đây biết yêu thương hòa thuận đón nhận nhau và tha thứ cho nhau thì chúng ta sẽ có được một gia đình hạnh phúc và hơn thế nữa chúng ta sẽ có được một xã hội đầy ắp tình thương của thiên chúa xin cho mỗi người trong chúng ta đây biết noi gương gia đình thánh gia nhờ đời sống cầu nguyện liên lỉ biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình trong gia đình bằng những việc làm cụ thể biết hy sinh chính bản thân của mình để yêu thương và lo lắng cho những thành viên khác trong gia đình để gia đình chúng ta thành nơi sản sinh những con người tốt biết yêu thương tha thứ biết cầu nguyện và phục vụ ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn giáo hội chúng con thánh thiện hơn nhờ có những con người khỏe mạnh khôn ngoan và tràn đầy ơn chúa amen